đây là cái vô chi hồng. Để chiến thần tay thơm ra tay. Ok, vô. Yeah. Ê, bạn ơi. Ê, bạn gì ơi. Bạn gì ơi. Rồi, hãy xem bảo bối của ta đây. Ta-da. Ê, bạn ơi. Đây là bạn. Mấy đứa này. À, dễ thương. Những bà nai ở đây vẫn rất là ê hề nha mọi người. Tràn ngập những cái shop của người ta luôn. Đây là hình ảnh trên vé. Và đây là hình ảnh thực tế. À, và ở đây có một cái hoạt động rất là đặc biệt nha. Đó, nó có một cái lỗ ở dưới cái cột để cho các bé chui qua. À, bạn mình có muốn chui thử không bạn mình? Muốn. Mình nói bạn mình kẹt thì mình bỏ chạy thôi chứ mình cũng không biết làm gì hết trơn á. À, người lớn cũng được. Người lớn đang chui hả? Ừ. Đang sao? Cố kìa. À, có một cô đang cố gắng chui qua. Cố lên cô ơi. Bây giờ thì tụi mình bắt đầu đi vô ngôi đền chính ở khu vực đền Nara. Ở khu vực Nara này, đó là đền Todaiichi. Trời ơi, rất là đông luôn mọi người. Để mình đưa mọi người lên cao một xíu. Wow, ngôi đền này luôn trong cái trạng thái rất là đông luôn. Ở đây thì là một cái ngôi đền có cái cổng rất to, làm bằng gỗ. Và ở lối đi vào thì cũng có rất là nhiều nai luôn. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vô đó chung với mình ha. Những bà nai ở đây vẫn rất là ê hề nha mọi người. Tràn ngập những cái shop của người ta luôn. Quá trời. Đây nè. Đầy đủ các tư thế nha. Ngủ trước shop, ngủ trên cầu, ngủ trước chùa. Hôm nay có đoàn của mấy bé học sinh đi vô đây tham quan nè. Vừa có nón cam, vừa có nón vàng, nhìn dễ thương cực. Và trước mặt chúng ta là cổng của ngôi đền Todaiichi. Bạn mình nói này giống đi sở thú. Ừ, cũng giống thiệt. Là có mấy đứa nhỏ đi vô nè. Sở thú chắc cũng lâu lâu cũng có đoàn trẻ em vô kiểu này. Trời ơi, vui quá nè. Trời, cái cổng đền ở phía trước rất to luôn mọi người. Mình mới vừa đọc được thông tin thì đây là cái ngôi đền đang giữ cái kỷ lục thế giới về cái chánh điện bằng gỗ to nhất thế giới. Và mặc dù là cái chánh điện này thì được phục hồi vào năm 1692 là chỉ bằng 2/3 so với cái kích cỡ ban đầu thôi đó, mà vẫn đang giữ cái kỷ lục thế giới rồi. Vậy thì cái kích cỡ ban đầu nó to tới cỡ nào? Wow, đẹp quá. To dã man luôn. Thật sự khổng lồ luôn á cái cổng này. Wow. Hôm bữa ở trên Tokyo mình cũng thấy vài cái cổng rồi, nhưng đây là cái cổng bề thế dã man luôn. Ôi to quá. Quá là to quá. Tới đây thì vẫn là nai nha mọi người. Nai ở khắp nơi nha. Hơi dễ thương không? Bất biến chưa? Ngẩn ngơ giữa dòng đời. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào chiếc cổng to lớn này để đi vào bên trong chánh điện. Trời ơi, rất là to. Ở hai bên thì có hai vị thần giữ cửa cũng to không kém. Wow. Ở bên đây nữa nè. Tượng gỗ rất to luôn mọi người ơi. Mọi người thấy có những cái bụi gỗ ở trên không? Giống như ở trên bị mối mọt xong rồi rớt cái bụi gỗ xuống á, làm cho hai vị thần có cái vẻ giống như là 3D vậy đó. Rất là siêu thật luôn. À, ở đây có một bà nè. Ok, mình sẽ đi vô từ cổng này. Trời ơi, cái bậc thềm nó to. Wow. Quá là to luôn. Ừ.
Và đây là cái đường đi vào chánh điện. Ôi khổng lồ. Đây nhìn lại cái cổng nè mọi người. Ôi dã man. Quá trời to. Hồi nãy giờ mình lo mình quay á, mọi người không biết mình đạp hết bao nhiêu là cái bãi mìn rồi. Thấy người ta né quá né mà mình tung những sải chân rất khổng lồ. Mình mạnh mẽ á. Ôi bên kia có hai cái bàn tay Phật. À ở trong chánh điện này thì còn có tượng Phật bằng đồng. Một trong những tượng Phật bằng đồng lớn nhất ở Nhật Bản. Ồ đây có vẻ là cái mô hình cánh tay nè. Đây là cái cánh tay Phật thôi là to bằng chắc cỡ mình rồi đó, 2 mét rồi đó. Wow. Và bên đây là có những cái tượng gỗ. Ôi đẹp quá. Chắc là mình sẽ ghé vô trong cái khu vực bảo tàng này trước, tại vì chánh điện bây giờ đang rất là đông rồi. Trời ơi, đông dã man luôn. Vừa đoàn học sinh rồi vừa đoàn du khách nữa. Đông ơi là đông luôn, nhưng mà khu vi chùa rất là rộng. Bên đây có những cái khu vườn ha. Hai bên là những khu vườn. Ngoài sau mình là cái cổng to lớn hồi nãy vừa mới bước vô. Và phía trước là chánh điện. À, vào trong chánh điện phải mua vé mọi người ha. Và có cái bảo tàng ở bên phía bên đây hồi nãy lúc mình quay á, cũng phải mua vé luôn. Nếu như mà cả hai dịch vụ thì là 1.000 yên. Còn nếu như đi vô cái bảo tàng không thì là 600 yên. Và vé của cái chánh điện thì có thể mua ở bên trong này. Để mình vô coi giá bao nhiêu, một lát mình sẽ nói giá cho mọi người coi luôn. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi vào bên trong để mua vé. Sẽ có hai hướng, một hướng là của đoàn du khách thì đi bên kia, còn hướng của khách du lịch lẻ thì đi bên đây. Ít xếp hàng hơn. Trời ơi, quá là đông. Ở phía sau đó có một cái vườn nữa, rất là to luôn. Đây là bảng giá vé ha mọi người. Đi vô cái khu vực Red Buddha Hall, tức là cái chánh điện á, thì là 600 yên cho một người lớn và 300 yên cho trẻ em. Còn nếu như combo đi vào trong cái Todai Ichi Museum nữa thì cộng thêm 400, người lớn là 1.000 và trẻ em là 400 yên. Rồi, hình như hồi nãy mình nói ngược so với cái giá của museum. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi vào mua vé và tiến thẳng vào trong khu vực chánh điện ở bên trong. Counter ticket ở đây. Arigato gozaimasu. Rồi, vé của tụi mình đây rồi. Đây, vé vô đúng cái chánh điện thôi mọi người ha. 600 yên. Đây là hình ảnh trên vé. Và đây là hình ảnh thực tế. Quá tuyệt vời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cổng soát vé ở phía bên này. Ôi đẹp quá mọi người ơi. Ở ngoài kia xuất sắc thật sự luôn. Ok, cổng soát vé ở đây rồi. Bắt đầu vô nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ tiến vào bên trong khu chánh điện của cái ngôi chùa này. Wow, đẹp quá. Toàn bộ đều bằng gỗ luôn. Mà rất là chi tiết nha. Những cái kiến trúc ở phía mái dồn ra phía ngoài này nè. Có hình của những linh vật. Rất là sắc sảo luôn á. Và những cái cột chống ở bên dưới nữa, nó tầng tầng lớp lớp giống như là những đám mây. Ôi đẹp quá à. Ôi ôi, hoành tráng dã man luôn á. Ở phía ngoài này thì có hai cái trụ đèn, khá là giống với lại trụ đèn ở bên Thái. Rồi chúng ta sẽ có một cái đường dẫn vô bên trong. Ôi ngôi chùa này thật sự quá lớn luôn á mọi người.
có vẻ là gỗ ở trong cái khu vực Nara Park sẽ là cái vật liệu chính của cái ngôi đền này. Trời ơi, mình thấy có cái gì khổng lồ ở phía trước rồi kìa. Các bé học sinh vào đây rất nhiều luôn. À, ở đằng kia là cái cổng chính của cái đền, của cái đền này. Wow, ở đây có cái gì vậy ta? Ui. Ôi, một trong những pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất ở Nhật Bản. To quá. Ở bên đây có một cái giác vàng nữa, mình không biết cái này là cái gì. Nhưng ở bên này, trời ơi, bức tượng Phật quá là vĩ đại luôn. Ôi, tất cả các bức tượng trong đây đều rất to. Ở phía trước là một cái tượng Phật bằng gỗ. Mình sẽ đi qua bên đây trước, giống như là thần giữ cửa của ngôi đền đó mọi người. Ôi đẹp quá à. Điêu khắc gỗ thật sự là đỉnh cao nha. Tượng này thì mình không biết là bằng gỗ hay là bằng đồng, nhưng mà rất đẹp luôn. Nhưng mà tượng ở bên này mình nghĩ là bằng gỗ nè. Đúng rồi, tượng bên đây bằng gỗ. À, đẹp quá. Trời ơi, chi tiết dã man luôn á. Và mọi người coi cái kiến trúc mái của cái ngôi chùa nè, những cái cột, những cái mái, những cái rường gắn kết với nhau bằng những cái mấu nối, gần như là không có đinh tán hay là cốt thép gì luôn á. Ôi, xuất sắc quá. Và kia là tượng Phật bằng đồng, một trong những tượng lớn nhất ở Nhật Bản. Ôi. Ok, mình sẽ đi vòng qua phía bên này trước nha. Đây là kiến trúc của ngôi chùa. Cái này có vẻ là cái cổng ngoài hồi nãy mình đi vô nè. Xong rồi tiếp theo là cái lớp cổng màu đỏ vừa đi, và cuối cùng là cái chánh điện ở bên trong. Phải không ta, sao thấy cái này nó không có giống với cái kiến trúc hiện tại mình đang coi á. Nó có cái tháp hai bên nữa, có vẻ cái này là phiên bản original của ngôi chùa nè. Đây, this is a reconstruction of original. Đúng rồi, đây là cái phiên bản original. Còn phiên bản của chúng ta hiện tại là phiên bản làm lại thôi. Chắc là nó theo cái kiến trúc của đúng cái thời được làm lại, cho nên nó rất là khác so với cái kiến trúc ở bên trong kia. Đẹp quá à. Đây là phía sau nè mọi người. Wow. Trời ơi, phía sau tượng Phật của chúng ta. Thật sự là choáng ngợp nha. Đây là cái kiến trúc hiện tại nè, đúng không? Đức Buddha rebuild 800 năm trước, kích thước 1/50. Wow, vậy là nhìn từ phía ngoài vô thì tượng Buddha của chúng ta to như thế này luôn. Có một cái cửa sổ ở cái gian trên cùng ở trên này, giống như là để ánh mắt của Phật hướng ra ngoài. Rồi, đây là cái phiên bản thứ hai, rebuild 300 năm trước, là cái phiên bản hiện tại của mình luôn nè. Đó, ở phía trên thì cũng có một cái khu để cho tượng Phật nhìn thẳng ra phía ngoài. Wow. Vậy là cái chùa mình đang đứng là phiên bản phục dựng 300 năm trước. Trời ơi, đẹp quá à. À, và khu này thì có cái khu làm quà lưu niệm. Ừ, dập những cái đồng mà tiền nè mọi người, nhìn cũng đẹp quá trời luôn. Wow, nó sắc sảo hơn mấy chỗ khác nha. Ok, tiếp tục đi vòng qua phía ngoài để ngắm nhìn tượng Phật. Mê quá mọi người ơi, thật sự kiến trúc rất đẹp luôn á.
Bước vô chùa này là mình nhớ đến chùa Bái Đính ở Ninh Bình đó mọi người. Mình thấy kiến trúc cũng gần gần giống nha, và tượng Phật cũng rất là to. Bên đây là một cái tượng Phật bằng gỗ khác của vị thần giữ cửa. Đẹp quá. À, và ở đây có một cái hoạt động rất là đặc biệt nha. Là cái cột này nó có một cái lỗ để cho các bé chui qua. Ôi, chui qua được vừa nè. Yeah, đã chui qua vừa. Hay quá. Đây là cái tượng gỗ ở trên đây. Tượng này tên là Ta Mon Ten. Hồi nãy mình có chọc bạn mình là kêu bạn mình vô đây chui thử cái này coi vừa không. Hay, bạn mình có muốn chui thử không bạn mình? Muốn. Mình nói bạn mình kẹt thì mình bỏ chạy thôi, chứ mình cũng không biết làm gì hết trơn á. Đó, nó có một cái lỗ ở dưới cái cột, ngay chỗ này luôn mọi người. Đây là một trong những cái cột chính luôn nha, chứ không phải là dựng lên để cho chui qua đâu. Hay quá. Mấy người lớn cũng được hả? À, người lớn cũng được. Người lớn đang chui hả? Hay làm sao? Cố kìa. À, có một cô đang cố gắng chui qua. Cố lên cô ơi. Thôi con nít thôi. Hay quá. Ok, mình tiếp tục đi ra ngoài khu vực chánh điện. À, ở đây thì có những cái mái ngói nè mọi người. Mái ngói này là đồ này để ghép lên cái ngói ở phía trên của cái mái chùa. Wow. Cô đã chui qua được hả? Ok. Hồi nãy mình thấy cô chui hơi bị cực khổ cho nên là mình không có dám quay nữa. Đây là cái tượng Phật. Đẹp quá. Ba tượng Phật ngoài này mình nghĩ là bằng đồng rồi. Ở đây là bức tượng Phật ở hai bên, cũng như là bức tượng Phật chính ở trên này. Không biết hôm bữa các bạn có coi tập mình đi Kamakura không? Cũng có hai cái bình hoa sen như thế này ở hai bên tượng Phật và tượng Phật ở bên trên. Wow, tượng Phật rất to luôn. Không biết là đặt hay là rỗng giống như ở Kamakura hôm bữa mình đi. Nhưng mà do tượng Phật này để ở trong nhà cho nên quá trình oxy hóa của nó diễn ra khá là chậm á. Cho nên là cái màu đồng đen vẫn được giữ như nguyên thủy. Chưa bị chuyển qua thành màu xanh giống như là cái bình hoa ở đây. Đẹp quá à. Mình rất là thích cái kiến trúc mái ở trên này luôn. Và đó là cái cửa sổ hồi nãy mình thấy ở trên cái mô hình đó mọi người. Xuất sắc quá à. Và đây là phía còn lại của khu vực tượng Phật. Ở bên này thì chúng ta sẽ vô được tới phần chánh giữa của tượng Phật luôn. Và nhìn thẳng ra phía cổng ở đằng này. Đẹp quá. Tượng Đại Phật ở đây rồi. À, phía trên cái chỗ hành lễ ở trên đó thì vẫn lên được nha mọi người, nhưng phải có sự cho phép. Đây là bức tượng Phật của chúng ta. Khu vực trung tâm rồi. Bây giờ thì mình đã biết cái này là cái gì rồi. Nó là một trong hai cái phần chi tiết mái ở bên trên, có hai cái vuốt cong lên vậy nè mọi người. Thì là cái này ha, người ta làm một cái bảng tiêu bản để cho mọi người có thể coi. Ở trên nó cũng giác vàng như thế này luôn. Độ cao là khoảng 3m3.
Thôi đẹp quá, rất là chi tiết luôn. Hello. Tụi mình vừa mới ở trong đền Tô Đại Y Chi ra. Đẹp quá mọi người ơi, rất đáng để đi nha. Ở sau lưng mình thì vẫn còn một cái khu chánh điện khác nữa nằm ở trên đồi. Nhưng mà giờ tụi mình mệt quá rồi cho nên là không có đi nữa. Bây giờ quyết định đi ra. Trời ơi mấy bà này vẫn kiếm ăn miệt mài bất kể ngày đêm. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi ra lại phía cái cổng bằng gỗ đẹp đẹp ở ngoài kia chụp hình một xíu. Và đi qua thêm một cái ngôi đền gần trạm tàu nữa. Sau đó thì sẽ về lại Kyoto. Hôm nay thì chỉ định đi Nara khoảng nửa ngày thôi, nhưng mà thành ra lịch trình một ngày luôn rồi mọi người. Quá nhiều thứ để khám phá. Ở ngoài khu vực lối ra của đền thì bán rất là nhiều bánh trái in hình con nai lên dễ thương đó mọi người. Đây nè, có nhiều cái bánh cookie in hình nai nè. Rồi có mấy cái bánh mochi. Mochi có vị sô-cô-la nè, vị trà xanh. Đây. Được đóng gói rất là dễ thương luôn á. Đây nè, ở đây là trước chùa cho nên đóng gói hình ảnh Phật nè. Rồi biểu tượng Nara nè, mấy cái tháp với lại mấy con nai. Cái này nó giống như là mấy cái bánh này. Mình thấy nó giống rau câu lắm mọi người. Không biết có phải là rau câu không. Còn bên đây là bánh mochi đậu đỏ. Và có dạng mochi mà ép dẹp như thế này nữa nè. Đó. Cái này thì 760. Nhìn đẹp ha. Bên đây thì có mấy cái cũng tròn tròn. Cái hình dạng nó khác thôi. Cái này mochi matcha. Rồi mochi sô-cô-la nữa. Có mấy cái hộp đựng kẹo nữa nè. Dễ thương. Đó, rất nhiều loại mochi luôn. À, có cái bánh cuộn này nữa. Cũng là đặc trưng của Nhật thì phải. À, Nara Honey Ban U Kung Chi. Bánh bông lan cuộn. Nhìn ngon ghê. Bao bì rất là dễ thương luôn á. Khắp nơi đều là con nai hết. Quy một cái store ở trong. Ui, quá trời. Đây là bảo tàng quốc gia Nhật Bản ở Nara. À, mọi người thấy ở đây có một cái công viên rất là to luôn. Và cũng rất là nhiều nai nha. Nó nằm ngay trên đường đi ra chạm tàu ở đằng kia. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra phía này của công viên, đến cái chùa cuối cùng và chuẩn bị đi về lại Kyoto. Hình như nãy giờ mình nói cái này hai lần rồi đó mà mãi mình vẫn chưa đi về. Ở trong khu vực treo thẻ này thì có tượng của một thần rồng rất giống với lại thần rồng ở trong phim Mulan luôn. Nãy giờ mình nhìn mình cứ liên tưởng hoài. Và đây là cái chánh điện của chúng ta. Bây giờ thì đang đóng cửa rồi cho nên là mình cũng không vào bên trong để có thể quay cái tượng Phật được. À, đó, buông rèm hết trơn rồi mọi người. Nhưng mà kiến trúc rất là đẹp luôn á. Mình mê kiến trúc của Nhật theo cái kiểu đền kiểu này quá. Và ở đây có một cái cây tắc rất là xum xuê luôn. Quá là to luôn á. Trời, cái này là tắc cổ thụ phải không? Nhà vườn nào mà chăm được cái cây này chắc bán được tiền lắm nè. Rồi, ở đây có cái bậc thang để mình đi xuống đây rồi đi về luôn nè. Hình như đi xuống đây sẽ nhìn lên đền rất là đẹp. Hai bên đang được treo những hàng cờ đỏ. Và đây là cái phía cầu thang mà mình vừa mới đi xuống xong. Nó sẽ dẫn tới một cái khu phố bán rất là nhiều đồ ở đây. Tha hồ và mua sắm luôn. Và có một cái Starbucks ở đây luôn mọi người. Nhìn ra một cái hồ. Đẹp quá. Ôi xa xa là núi nữa. Ôi nấu nước hữu tình quá nè. Đẹp quá trời luôn. Kiểu này làm sao mình về được Kyoto ngay bây giờ đây. Nhìn thích quá trời thích.
Đẹp ơi là đẹp luôn. Và cái đời của chúng ta nằm ở phía trên đây. À, bên kia là một dọc phố cám dỗ luôn, bán rất là nhiều thứ. Arigato gozaimasu. Bây giờ thì mình đang ở trong Starbucks của Nhật và điều bất ngờ là giá Starbucks Nhật ok quá trời luôn mọi người. Rẻ hơn ở Việt Nam với lại ở Thái rất là nhiều luôn á. Cái ly này là cái ly đặc biệt của mùa Halloween năm nay. Nó gọi là Blue Frappuccino. Mình cũng chưa biết nó là gì trong này nữa. Nhưng mà giá là 690 yên Nhật. Và thêm một cái bánh donut vị Earl Grey bạn mình kêu khoảng 300 mấy yên nữa ha. 269. Tổng cộng bill là 892 yên, sau thuế là 981 yên. Giá quá là rẻ luôn á. So với uống với lại ăn những cái đồ mà ít ngoài đường đó còn mắc hơn cái này nữa. Mình không ngờ sao bất bên này lại rẻ vậy. Ok, bây giờ thì bất chấp cái cổ họng sắp đem đi dục rồi thì mình thử cái món này. Nó có cái sốt không biết cái sốt hay là cái gì hả? Sẽ giống cái bánh flan hay gì ở trong á. Cái màu cam còn lại là đen xì luôn. Để mình thử coi nó là gì nha. Itadakimasu. Cái ở dưới à. Cái màu cam cam mà mọi người thấy nó chạy trong này đó, dở đen xì à. Nó là pudding. Và cái vị ở ngoài này hình như là bột hang tre. Nó cứ ngọt ngọt á chứ nó không có vị gì hết. Và mình thích cái whipping cream ở bên Nhật nha. Nó cứng cứng á chứ nó không có xốp giống như ở bên Thái hay là ở Việt Nam. Uống rất là ngon. Thú vị, món này thú vị. Giờ thì mình sẽ xin bạn mình cái donut mình ăn. Của bạn á, nó của bạn. Đó là donut Earl Grey mọi người ha. Có cái lớp cream Earl Grey ở trên. Không quá ngọt. Và ở bên trong hình như cũng có bơm kem vào nữa. Ngon quá. Rất ok. Ở bên Thái hay là ở Việt Nam không bao giờ mình dám bước vô Starbucks. Tại vì rất là mắc á. Còn cái phần ở bên Nhật này mình thấy ok nha. Hàng kia rất là đông người uống Starbucks. Hay vậy là chọn các cái hiệu cà phê khác của Nhật Bản. Ngon. Hoàng hôn ở Nara đẹp quá mọi người ơi. Có thời gian thì hãy ở lại tới hoàng hôn nha. Tụi mình đang ghé ăn cái bánh mochi làm bằng cách cổ truyền á mọi người. Có cái cói xong rồi người ta đập gạo ở trong cái cói đó để ăn á. Để làm cho nó nhuyễn ra đó. Đó, 180 yên cho một cái. Đây, bạn mình đã mua được một cái. Ta-ta. Ok, xin mời bạn ăn trước. Wow, dẻo ha. Ở trong có đậu đỏ. Có đậu đỏ ở trong và ở ngoài chắc là bộ matcha ha. Ngon không? Ngon. Xúc xắc. Đang nói về câu chuyện hoàng hôn ở Nara. Rất đẹp nha mọi người. Mọi người mình nghĩ nên ở đây tới khi hoàng hôn luôn nếu có thời gian nha. Đừng về quá sớm. Đây là cái con đường hồi sáng tụi mình đi vô nè. Để mua đồ, mua đạc. Bây giờ nó lên đèn rồi. Trời ơi, đông đúc ở bển kìa. Không biết tới bao giờ tôi mới về lại được Kyoto đây. Và con đường phía trước thì tự nhiên đúng cái con đường này những hàng cây đó lá đỏ mọi người. Đẹp muốn xỉu luôn. Ok, và đây là cái mochi. À, ở ngoài hình như có rắc thêm bột đậu phộng nữa. Và bên trong là đậu đỏ. Và nhìn rất là dẻo nha. Ôi, ngon quá, rất là vừa vị luôn. Bột mochi dày dặn nha, chứ không có mỏng như cái bánh hồng hồi sáng. Ngon quá. Wow. Oxy. Có nên đi vô đường này làm
rồi mình đi thêm vòng nữa. Đấy đấy, đi vô con đường này thế nào cũng đi lại vòng nữa cho coi. Nhưng mà thôi kệ, let's go. Ừ, trời biết bao giờ nó xuống ra ra. Đây là cái tiệm bán bánh mochi hồi nãy mình vừa ăn nha mọi người. Rất ngon luôn, mọi người nên thử nha. 180 yên một cái. Ngon quá. Xuất sắc. Nó nằm ngay chỗ phía của cái đường đi vô chợ. Ở đây, mọi người xéo qua một xíu là thấy ha. Bây giờ tụi mình sẽ đi lại vô bên trong. Bên kia là Higashimuki Shopping Street. Mình mới đi xong, mới băng qua đường. Và ở đây có một cái lối ra khác của trạm Nara Station. Và ở trên đây thì có một cái khu nó cổ hơn. Nó là Higashimuki Kit. Để mình đi vô thử nha. Cái không khí bên đây thì nhìn nó cổ xưa hơn, tại vì nó có mấy cái bóng đèn ở trên này nè mọi người. Ôi đẹp quá. Ồ, cái bóng đèn này khá là đặc biệt nha. Nó là bóng đèn ba cái luôn, ba cái bóng đèn khác nhau. Bên đây là những cái quán ăn mà kiểu truyền thống á, chứ nó không có giống như mấy cái quán ở bên kia. Nhưng mà con đường đẹp quá. Ngủ lại một đêm ở Nara không ạ? Hết kiếp nạn này thì lại tới kiếp nạn khác mọi người ạ. Ủa hello bạn, bạn làm gì trong đây vậy? Mình đi dụ cho con thôi. Trong đây là cái gì vậy ta? Gachapon. Trời cái này dễ thương quá. Cái này là tô mì có mấy con gà. Đây à, để mình cho mọi người coi cái bộ này cưng lắm. Đây takoyaki. Và kế bên là có những cái vendor kiểu như mấy cái xe đẩy, mấy cái xe đẩy đồ ăn nè. Đó, ở dưới này là có mấy cái đồ xiên que. Đẹp quá nè, chết bạn mình rồi. Rất là nhiều loại luôn mọi người ơi, quá trời luôn. Cưng quá vậy ta. Một cái thế giới game luôn, kế bên trạm Chaya Nara. Kiếp nạn này lớn quá rồi, mình không ngờ. Rồi, đối tượng đã hành động, đối tượng đã hành động. Đối tượng đã bỏ 400 yên vô trong. Và một trái đã rớt xuống. Màu vàng nữa nè. Cái này nè. Cái nào? Cái này nè. À, cái này hả? Cái này là kiểu đó. Cũng đẹp. Vùng nào không biết luôn, vùng đó hơi lạ. Nhìn không ra cái bản đồ. Cái bản đẹp nha. À, nó nằm trong cái bịch nữa hả? Rồi, đối tượng đang tự huyễn hoặc bản thân là đẹp nha, đẹp. Ủa, nha, đẹp, đẹp. Sau khi bỏ 400 yên vô trong. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube, cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.